Thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Nên này mình sẽ tiếp tục trở lại với Warface. Thì ngày hôm nay mình mới về nhà mà, nên mình không có muốn làm Warface đâu. Mình chỉ mới vô game mình chất đồ thôi. Nhưng mà tự dưng nó, cái quà hàng ngày á, cái nó cho cái hai cái bốc, bốc Halloween á của cây mình là được cây CS5 với lại cây của Medic. Nhưng mà CS5 này nó không dính, mình dính skin à. Còn cây vớp mình, cây sọt quân của Medic thì mình dính cái này. Ơi thôi phế, nhưng mà mình thấy cái sọt kinh này nó ngộ 2017. Còn Halloween mình cũng không có chơi lắm. Gì mấy ông đâu hết rồi? No. Cái cây này bắn hết hồn mà không chết nè. Trời, ai về chúng lay. Dạo này mình cũng không có chơi trò này nhiều lắm nữa tại... Trời, sao á? Tại chơi Sài Gòn mà mình không có ở gì nhà được á. Bận việc học quá. Ngày nãy giết ai á? Cây này nó bắn thì lẹ thiệt á. Nhưng mà đam thì nó thấy nó hơi bd chút. May á, quay cây này nó lẹ. Ghê lì. Lây đi đâu cũng thấy vậy. Kiểu bù qua sức lại. Còn cây lục này mới quay thử có hai bốc tròn cái nó ra luôn. Nó mới ra mà mình về mới biết nó. Mày thử hai bốc của nó ra luôn. Cố định nữa. Ghê thiệt. Đúng là mọi thứ nó đến bất ngờ lắm. Hai bốc thôi á. Chưa biết. Chưa biết cây này bắn sao. Ê. À. Cây vớp của ổng hình như... cây sấy gạo của ổng hình như nhắm thì nó bắn xa hơn phải. Ghê. Chạy. Mà mình thủ kỷ lục này đi cũng không có an toàn. Hey. Put in here. Này 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 này. Ê, lục ngon chứ. Nó bắn nó không có bị nở tâm. Vậy. Mình phá đồ của nó. Trời, phá đồ của nó cái nó bắn lại cho. Ê. Vậy. Chạy không kịp. Ê. Trận này vô hài hài đéo ta được. Ê. Hey. Hey. Trời ơi. Ê, sao cây của ổng bắn xa ta? Lâu rồi mình không có bắn xa kìa. Không phải lâu rồi mà là... mà là mình không có xa gà mình bắn. Nhầm. Cái nít phụ mình có. Xuống mình bắn xa không được. Ê, ổng mang B26 nữa. Cây nãy làm... Ê, cây lục này mình cảm tưởng tới cái cây mà hồi kỳ có một cây lục nữa. Ui, yeah, double kill. Ngon. Ồ, có ai không? Cry. Kêu có. Cái lục này bạn nhanh đi chứ. Lên đây làm gì? Nhà anh. Cấm vô hiểu không? Đưa cái mặt vô đây. À, đưa, đưa, thằng đưa mặt vô nè. Ơ, chạy đây kìa. Gì đấy? Chết không? Nghe thiệt chứ. Chẳng lẽ thủ em đây. Cây của mình không công ra không được. Sợ mấy ông thanh niên lắm. Hi hi. Thôi. Nó anh biết rồi, nuôi tính quay lại rồi. Không kịp. Hồi mà mình chạy ra cũng chết, hình như có ông ở đây. Nhi chạy đi. Run. Nhi. Trời ơi. Đồ.
Hey, hey, hey. Ê, đứt chạy bơm nữa. Cái lục này bắn ghê thế. Bắn nó đầm nó êm. Thanh niên nào vô đây? Hey man. Ủa? Ê, ngon. Ê. À, không lên top nổi thôi. Kệ nó. Không có mặt cũng được. Ê. Sao có người tử nạn đây vậy? Cam đang cam của ông kia. Go 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 go. Đù. Đù. Ghê. Ôi, cây mát của ông xa thế. À mà nãy giờ cây của mình cũng có vài pha bắn xa kinh khủng đó chứ. What the? No. À, hôm nay không được tặng cây AK đó. Mình tính về mình coi có tặng không, mình làm clip cây AK đó. Mà không được. Mình nghe có... mình nghe có động, trời ơi, nghe đụng bên rồi, trời ơi. À, 18 cho thầy ba, no. Không sao, tại cây này mình đâu có bắn nhiều đâu, mẹ thì nó ra cái tự nhiên cái này mình quay ra được nó có 1 giờ. Nên thôi lấy mình làm clip đại luôn. Tại chưa kiểu mình nghĩ nó mới, không biết phải mới không nữa, Halloween hay mới ra rồi cũng không nhớ lắm nữa. Hồi Halloween năm trước mình ít chơi. Mẹ hết sọt của bà. Bà cái đó chắc bắn lục phải chứ. Không nhận có nhiều pha bắn lục ảo thiệt. Ra phòng nào. Coi súng. Để mình coi chỉ số của nó với lại cây thường. Coi chắc mình nghĩ nó cũng không có khác biệt gì lắm đâu. Đúng luôn. Ờ, à, đạn nhiều hơn. Halloween 12 viên. Chắc súng để săn zombie nên đạn nó nhiều quá chứ. Nè. Tăng sát thương với Saibot nè. Đúng rồi, súng giống zombie mà. Bởi vì đạn nó nhiều. Ừ, màu skin đẹp dữ hả. Ừ. Gì. Giảm thanh. Gieo. Ok, thì clip của mình tới đây hay ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye. Súng đẹp dữ.